Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình tiếp tục quay lại Cần Thơ anh em. Ghé cho nhà của anh Quấn nè, anh có giao lưu với anh em một số gốc mai tàn thân một cốt nha anh em. Để hơi bị dữ chút xíu nha anh em. Thì chút xíu anh sẽ báo giá cho anh em từng gốc để anh em tham khảo. Anh em thấy giá ok hợp lý thì mình liên hệ trực tiếp với anh Quấn nha. Qua số điện thoại để phần tiêu đề. Những video nào mình gửi số điện thoại xuống là những video đã dịch thành công toàn bộ hết rồi nha anh em. Không mất thời gian của anh em đó, mà tất cả anh em đi tham quan một số gốc mai của ngày hôm nay nha. Dạ chào anh Phương. Rồi em cô chú anh chị yêu mây vàng trên cả nước. Bữa nay em có về 3 cây tàn với cây phôi. Rồi đầu tiên sẽ quay cho anh em gốc mã số 1 nha anh em. Nhận nguyên cái cây tàn thông một cốt lên nha anh em. Cây này mình về hồi nào anh Quấn? Em mới về hôm qua luôn anh. Hôm qua anh? Mới chậu kìa. Đây nguyên cây tàn thông. Cây này là nó đều do hết nha anh em. Cây này có chỉnh sửa không anh Quấn? Mày nó đều quá anh Quấn. Chỉnh sửa từ nhỏ luôn anh. Từ nhỏ luôn hả anh? Dạ. Đây. Chiều cao nó khoảng nhiêu hả anh Quấn? Chiều cao nó khoảng 3m2 anh. 3m2. Còn tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Tán ngang nó tới 2m8. 2m8. Rồi, quay xa cho anh em một vòng nha. Đều do anh em nha, chút xíu mình sẽ quay phía bên trong cốt cành đó. Anh em thấy nó bắt rất là đẹp nha anh em. Từ dưới lên trên, tới đỉnh luôn. Quá đẹp, bộ tàn khỏi chê rồi anh em ơi. Nhìn cây là ghiền. Cây này mặt bông nó sao anh Quấn? Mặt bông nó bông trùm luôn ha. Bông trùm luôn ha. 5-7 chấm cánh em cho mặt bông luôn. Đây nghệ luôn, lục bình. Rồi anh em mà thích thì liên hệ Zalo với anh Quấn nha. Được, cái anh gửi hình cho anh em xem cho nó chi tiết cho dễ. Cây này lâu năm chưa anh Quấn? Cây này khoảng 5-60 năm à. 5-60 năm hả anh? Hồi xưa nó nằm ở trong cái thạp da bò luôn á. Nằm trong lưu hả anh? Rồi phía trong này anh em quay cho anh em một vài là lên trên nha. Đây quá đều anh em ơi, vàng xương thì chắc vô kém hả anh Quấn? Dạ vô hồi xưa không vô không kỹ lắm, vô đây khoảng 5 cái ông tháo kìa. Mình chỉnh sửa từ lại hả anh? Đây này là nhà hậu lực lắm nha, từ dưới lên trên luôn. Ủa cái thân này là cũng chỉnh sửa lại luôn hả anh Quấn? Dạ sửa thì nó lắc lộn tới cho anh đưa em. Rồi để em vô phía trong anh em mình quay cho anh em cận phía lên trên nha anh em. Lên cục luôn nha anh em. Chứ do nó quá dày đặc cho anh em mình quay từ cho anh em vô trong nha. Đây có những cái cục khá lớn nha. Em đang quấn đo thử cái cục nu của khoảng nhiêu nữa. Có nu nó xù. Cục này cũng bự. Đây. Khá là nhiều cục nha anh em. Khoảng nhiêu anh Quấn? 27, 26, 27 à. Đây nè anh em. Bể xù phía trên đó nha anh em. Đặc biệt nó đâm trong thân ra luôn nha anh, bông á. Đây là những cái điểm là nó đang chuẩn bị nó lên nha anh em. Đây, cục khá là nhiều. Cây này thì ảnh chia sẻ là từ nhỏ tới lớn là chỉnh sửa nè. Cái thân nó dặn khá là đẹp. Rồi, mình sẽ quay cho anh em xa. À, nó nung anh. Nó xệ, nó bể. Những cái cục nu thì từ ở dưới gốc mà lên tới đỉnh luôn nha anh em. Những cái cành nó đang bung xù, bung khá là nhiều nha. Đây phía dưới là một cái nồi đế nè, nguyên con thú luôn anh em ơi. Cái này đâu anh Quấn, để nhẹ hai tay ôm thử cho anh em mình chung luôn đúng không? Nó nằm ở trong thạp á, nó bể cái thạp luôn, cái bộ đế dữ lắm. Cây tàn em không có làm mà đế ở đây. Dưới là nguyên thối dưới. Từ nhỏ lớn là nằm trong thạp luôn anh? Dạ. Rồi nó khoảng mười mấy năm nay không bỏ đất em bỏ luôn. Nó bể. Đây, bể khá là nhiều. Cái này là rồi, giống như con sư tử đứng trên núi nha anh. Nha anh em. Anh em coi vàng xương bên đây nhìn thấy ghiền luôn anh em ơi. Cái đó chặt quá nha anh em, cái tàn thông này đó nó khít quá khít nên nó chặt lắm nha anh em. Anh em cũng thông cảm nha. Rồi bắt đầu mình sẽ quay cho anh em một vòng thôi nha. Nó nặng cây anh, nặng tới hình đồng. Đây, nguyên một vòng của cái bộ đế gốc này đây anh em. Quay hết cho anh em cho kỹ nha, nhìn kỹ nha. Cây này trong thời gian tới mình nghĩ là nó có tương lai lên xù nha anh em. Dấu hiệu quá rõ rệt. Cây xù em cũng không có trà gì hết cha. Đây. Rồi mình cho anh em xin nhẹ cái thông số luôn Quấn ơi. Dạ. Cái này mình đo nhiều thông số nha anh Quấn. Dạ, dạ. Rồi cái hoành chỉnh này, vị trí này nè là 48. 48 hoành. Dạ. Rồi. Xích lên trên chút. Ở bên này. Rồi. Đo vị trí này. Bỏ một chi cành ra nha. Rồi.
39. Rồi cục đế đâu anh Quấn ơi? Cái mình đế này là ở dưới nguyên khối. Cả 200 không anh? Hơn 3 gan nữa. Rồi tính 200 thôi anh đây. Đây. Rồi mình sẵn tay đó mình đo cái cốt cành mọc đó khoảng nhiêu anh Quấn? Cái này chuẩn bông sai luôn anh. 20 anh. Rồi cái mình của con thú luôn Quấn ơi. Chiều dài ha anh. Dạ chiều dài của cái mình nó khoảng nhiêu anh? Chiều dài cũng được. 39. 39. 39 40. Cái này thì anh em đến thực tế anh em xem gốc này nó mới giữ nha anh em, nó mới lớn nha anh em. Rồi điện thoại mình quay chưa có được đẹp cho mày. Ngoài giữ nó mình để em đo đường kính bầu. Mét mốt anh. Rồi. Cây năm tấc luôn. Cây số 1 này mình giao lưu với anh em giá sao anh Quấn? Cây số 1 em giao lưu là 110 triệu. 110 triệu. Bao 200 km đi xe cẩu luôn. Bao ship cho anh em là 200 km nha, đi xe cẩu. Quá đẹp bụt tàn anh em ơi. Tàn nhìn thấy ghiền lắm. Một cốt còn thăng. Mình dễ kiếm nhưng mà cây đẹp khó kiếm. Rồi gốc tiếp theo là gốc mã số 2 anh Quấn. Dạ. Cây này phải anh Quấn. Dạ. Cây này chiều cao mình khoảng nhiêu hả anh? Chiều cao khoảng 4m2, 4m5. 4m2. Còn cái tán ngang khoảng nhiêu anh? 1m6. Cây này thì vô dây định hình sẵn cho anh em rồi nha. Cái này là mình tạo lại hả anh Quấn? Không, cái này từ cái hộp luôn. Tạo cái thân đó rồi bắt đầu mới bẻ chỉ cạnh. À, là mấy cái này là chỉ thun tàn thôi chứ không có phải sạc khô nha anh em. Đây. Cây này như là chung một cặp với cây kia luôn hả sao anh Quấn? À, chung cái lô này bán mười mấy 20 cây nè. Cái cây này đẹp rồi. Thân lắc lượng trang cây bên kia anh em. Toàn bộ đây là không có không có sạc phôi nha anh em. Cái này là tự này là nguyên thủy luôn nha. Bông chuẩn là nhiêu anh? Bông này 5-7-9 cánh chung với cây số 1 luôn anh. À một cặp ha. Dạ. Rồi anh em ta khoái chốt một cặp này mình có giá nhẹ không anh Quấn? Dạ, dạ. Nếu mà đi chốt chung á thì em nghe bớt nhẹ là chốt. Rồi đây anh em. Tụ đế đây anh em. Bỏ móng hết trơn luôn anh. Xuống nó quậm xuống anh Quấn. Xù luôn anh. Xù hết trơn gốc. Đây anh em. Đây bỏ khá là đều nha. Anh Quấn nó nói đang lên xù nhẹ ha anh Quấn. Dạ. Xù bể xù vàng luôn á, xù xịn đó. Rồi quay hết cho anh em lại vòng của cái bộ đế lần nữa nha. Cái này đâu anh để tay nhẹ cho thử anh Quấn. Ừ. Đây anh em. Cái này thì mình nghĩ trong cái thời gian tới anh em, khoảng chừng một năm mình dưỡng lại nữa, cái tàn nó đặc á, nhìn thấy nguyên cái cây tàn thông đẹp lắm nha anh em. Đây. Cái này vô dây định hình hết, toàn bộ hết rồi nha anh em. Lắc lượng từ dưới. Rồi mình cho anh em xin nhẹ thông số luôn Quấn ơi. 48 luôn anh. Rồi nguyên cục cặp khoảng nhiêu anh? Bảy mươi tám. Rồi sẵn thoát thân luôn Quấn ơi. Thoát thân gì số 1? 49. 49. Rồi cây số 2 này mình giao lưu với anh em giá sao anh Quấn? Cây số 2 em giao lưu là 48 triệu. 48 triệu. Dạ chẳng bao 200 km luôn. Rồi nhắc lại với anh em là anh em chốt từ hai góc trở lên thì có cái giá giảm nhẹ hơn nha anh em. Tại bớt cái tiền vận chuyển anh em ơi. Rồi góc tiếp theo là tứ quý ha anh. Dạ. Đây. Góc số 3 tứ quý nha anh em. Cây này chiều cao khoảng nhiêu ha anh Quấn? Chiều cao em mới con là khoảng 5m. 5m. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang hơn 5m luôn. 5m. Rồi quay xe hết cho anh em một vòng của cái bộ tàn góc này nha. Đây. Đây này nó giữ lắm bộ tàn. Tàn dày đặc luôn nha anh em. Đặt kẹo à. Rồi phía dưới là cái bộ đế này nè, để cho anh em một vòng của cái bộ đế gốc này. Rồi mình cho anh em xin nhẹ cái thông số luôn Quấn ơi. 2 kg 52 anh. Rồi rồi nguyên cục đế luôn Quấn ơi. Gửi cây này mình giao lưu với anh em giá sao anh Quấn? Anh em giao lưu 29 triệu. 29 triệu. Chuẩn bao ship cho anh em là 200 km nha. Rồi góc tiếp theo phôi hả anh Quấn? Dạ. Rồi góc cuối cùng ngày hôm nay là cây phôi nha anh em.
Rồi mình xây nhẹ một chồng cho anh em tham khảo nguyên cái nồi đế anh. Quá trời đế. Đế hơi bị vip nha anh em. Đây. Có chân cây này em bứng cây tàn nè. Rồi về vận chuyển ra không được rồi em cắt uổng quá trời. Trời ơi, này nó lên xù hết quấn. Dạ xù. Cái điểm này anh em, xù đang xù xịn luôn á, nó chảy bọt luôn á. Chảy như chảy sắp bằng cày á. Rồi mình cho anh em xung nhẹ thông số luôn anh ơi. Hoành chỉnh nó 55 rồi cục đặt luôn anh. Ủ đế đặt 90 rồi, bao nhiêu đế nghiêng anh em? Nào, 2 gan đó anh ơi. Rồi cây này em giao lưu với anh em giá sao anh Quấn? Cây này em giao lưu là 31 triệu. 31 triệu bao 200 km luôn. Rồi cuối video mình nói khán giả không anh Quấn? Dạ cũng cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã đón xem và ủng hộ. Mong cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ em. Rồi anh em nào thích thiện chí mình liên hệ trực tiếp với anh Quấn nha. Có alo là có chốt anh em ơi. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.